Còn vào sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã chính thức triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất nhập cảnh của công dân. Và ghi nhận trong ngày đầu thực hiện tại Hà Nội, người dân đến làm thủ tục đông và phải xếp hàng chờ đợi ở bên ngoài. 9 giờ sáng, tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh nằm trên đường Trần Phú, quận Ba Đình, nhiều người dân đã đến từ sớm để làm thủ tục. Lượng người đến tăng cao cũng khiến nhiều người phải chờ đợi và xếp hàng từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong hôm đầu tiên triển khai, do đã bố trí thêm nhân lực nên việc quá tải không xảy ra. Nhiều người dân đến đây cũng háo hức cho biết các thủ tục được xử lý khá nhanh gọn, dễ dàng. Đúng là háo hức bởi vì một tuần nay tôi đã nghe ở trên đài là bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 này là Bộ Công an sẽ tiến hành tổ chức để cấp visa cho tất cả các bà con ở trong nước và có gắn chip. Đến đây thì tất nhiên là được mọi người, người ta ở cục xuất nhập thì họ tiếp đón rất là niềm nở và tôi thấy làm cũng nhanh chóng. Thì phần tốc độ xử lý hồ sơ và qua các quá trình thủ tục xử lý thì cũng khá là nhanh. Trừ những cái lúc, một số lúc là có một số cái trục trặc thì có thể hơi kéo dài một chút, thì các anh chị cục cán bộ cũng rất là bình tĩnh xử lý và kiên nhẫn với công dân và hỗ trợ mọi người để mà có thể lấy được xuất hộ chiếu của mình. So với hộ chiếu cũ, hộ chiếu gắn chip điện tử có các điểm khác biệt, như trang bìa đầu tiên của hộ chiếu có gắn chip điện tử để phân biệt với mẫu cũ. Đồng thời, chip điện tử cũng được đặt tại trang bìa sau của hộ chiếu để lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học như ảnh mặt, vân tay và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu. Để phân biệt giữa hộ chiếu có gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử thì đặc biệt là trang bìa của hộ chiếu gắn chip điện tử có cái biểu tượng của chip điện tử. Và trang bìa cuối cùng thì được cài đặt cái chip điện tử để lưu giữ các thông tin nhân thân cũng như ảnh và vân tay của người được cấp hộ chiếu. Thì cái hộ chiếu gắn chip điện tử này là nó được bảo mật rất cao, đó để tránh những cái lấy cắp thông tin của người mang hộ chiếu và đồng thời thì cũng tránh được người khác sử dụng các nhân thân của người khác để giả mạo hồ sơ để cấp hộ chiếu. Để được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử, người dân có thể thực hiện làm thủ tục trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hay cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc có thể đến nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đối với nhu cầu cấp hộ chiếu gắn chip thì có hai cách. Cách thứ nhất, người dân đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công quốc gia của Bộ Công an và làm theo hướng tạo tài khoản theo quy định và làm theo hướng dẫn. Và lưu ý là trong mục chọn loại hộ chiếu thì người dân hãy tích chọn vào hộ chiếu có gắn chip điện tử. Còn đối với những người mà không đủ điều kiện để nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia và hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an thì có thể đến nộp trực tiếp và lấy vân tay tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và về thành phần hồ sơ và thời gian cấp thì đối với hộ chiếu gắn chip và không gắn chip là như nhau. Hộ chiếu gắn chip điện tử được đánh giá có tính bảo mật thông tin cao vì được lưu trữ trong con chip, rất khó sao chép thông tin. Đối với hộ chiếu thông thường không gắn chip điện tử vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng bình thường đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chip.